2021 là một năm đầy thử thách với Việt Nam và thế giới. Các doanh nghiệp đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, thậm chí là hàng ngàn doanh nghiệp đã phải chính thức đóng cửa vì Covid. Thế nhưng những khó khăn ấy không làm chùn bước các nữ lãnh đạo của WeLink Việt Nam, mà thử thách ấy dường như tiếp thêm sức mạnh để thành viên không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Trong cương vị là mạng lưới liên kết các nữ lãnh đạo, WeLink Việt Nam đã triển khai hàng trăm hoạt động kết nối diễn ra trên cả nước thông qua hình thức online hay offline. Đầu năm 2021, khi chưa giãn cách, WeLink Việt Nam đã tổ chức hoạt động Business Matching để các nữ lãnh đạo có thể giao lưu kết nối trực tiếp. Trong giai đoạn giãn cách, với những nữ lãnh đạo không ngại công nghệ, WeLink Việt Nam cùng với các câu lạc bộ đã tổ chức rất nhiều hoạt động meeting online và giao thương online với nhiều sự sáng tạo tuyệt vời, đem đến năng lượng tích cực và những giá trị thực sự cho thành viên và cộng đồng. Đã có rất nhiều hoạt động kết nối được diễn ra tại các sự kiện, doanh thu kết nối từ các câu lạc bộ cũng đã đang trên đà tăng trưởng mạnh nhờ vào sự đoàn kết, gắn bó và tin dùng sản phẩm lẫn nhau giữa các thành viên. Năm 2021 cũng là năm đánh dấu cột mốc WeLink Global tham gia triển lãm ảo quốc tế Internet Expo đầu tiên tại Việt Nam với hơn 5.000 lượt tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới. Với gian hàng của WeLink tại Internet Expo, các nữ lãnh đạo đã có thể kết nối giao thương không biên giới. Với định hướng phát triển mạng lưới khắp thế giới để có thể hỗ trợ cho các nữ lãnh đạo phát triển doanh nghiệp và kết nối giao thương toàn cầu, năm 2021 đánh dấu sự phát triển của WeLink Global. Ban điều hành WeLink Global sẽ tìm kiếm các đối tác để có thể phát triển mạng lưới trên toàn cầu. Với những buổi họp mặt giao thương được tổ chức hàng tuần và đã tạo ra những kết nối vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân thúc đẩy doanh thu kết nối kinh doanh tăng vọt phải kể đến việc cho ra mắt thành công các câu lạc bộ mới như WeLink Rose, WeLink Nature, WeLink Stars và WeLink Passion. Các câu lạc bộ đã nhanh chóng tìm kiếm thành viên để cho ra mắt các bang. Nhờ vào hoạt động ra mắt, các câu lạc bộ cũng đã thu hút được thêm nhiều hội viên mới. Mạng lưới WeLink Global cũng hướng đến sự kết nối sâu, rộng để hỗ trợ các chị em cùng phát triển, bổ sung được kinh nghiệm khi xây dựng, phát triển doanh nghiệp và đặc biệt khi khởi nghiệp trong mỗi lĩnh vực. WeLink Global đã xây dựng các câu lạc bộ ngành hàng để tạo môi trường học hỏi sâu hơn trong mỗi lĩnh vực và kết nối kinh doanh hiệu quả giữa các doanh nghiệp. Tính từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021, WeLink Việt Nam đã đánh dấu một cột mốc quan trọng về hoạt động kết nối kinh doanh với tổng doanh thu kết nối đạt mốc 500 tỷ đồng. Bên cạnh các hoạt động kết nối kinh doanh, tinh thần tương thân tương ái thông qua các hoạt động cộng đồng cũng được các thành viên câu lạc bộ WeLink Global lan tỏa bằng những đóng góp thiết thực. Tính từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 7 năm 2021, mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế WeLink Global và mạng lưới nam phong cách doanh nhân đã quyên góp được 409.193.000 dùng để mua máy thở và hỗ trợ bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Câu lạc bộ WeLink Elite với chương trình quyên góp 10.000 khẩu trang cho các bác sĩ, WeLink Lotus với các chương trình từ thiện chung một tấm lòng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn vì Covid, ban thiện nguyện của câu lạc bộ WeLink Charming với chương trình chuyến rau vui vẻ giúp đỡ các người dân thành phố và tặng quà cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng với sự đoàn kết và sáng tạo, tài năng của các thành viên, WeLink tin rằng mạng lưới sẽ vẫn tiếp tục phát triển bền vững, đem lại hiệu quả cho tất cả mọi người. Một lần nữa, xin chúc mừng cho những thành quả từ sự nỗ lực và rất đáng để tự hào của tập thể WeLink Việt Nam.